Chào mừng các bạn đã đến với cơ khí tự động Funat. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cổng tự động sử dụng mô tô cánh tay đòn. Cổng tự động sử dụng mô tô cánh tay đòn là một loại cổng tự động được thiết kế để mở và đóng một cách tự động bằng cách sử dụng một mô tô và cánh tay đòn. Đặc điểm của cổng sử dụng mô tô cánh tay đòn là dùng để đẩy hoặc kéo cánh cổng, giúp cổng mở và đóng một cách tự động. Cổng tay đòn thường có cánh mở ra và vào, giống như việc mở và đóng cửa sổ, và được trang bị các tính năng an toàn như cảm biến vật cản, giúp tránh va chạm và bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Có thiết kế sang trọng và phù hợp với nhiều loại kiến trúc khác nhau. Cổng được làm từ nhiều loại vật liệu như thép, nhôm, gỗ hoặc các vật liệu khác tùy theo sở thích và phù hợp với môi trường. Đi kèm với cổng là một hệ thống điều khiển từ xa, cho phép người sử dụng mở và đóng cổng một cách thuận tiện. Đó cho thấy được sự tiện dụng, an toàn và thẩm mỹ, giúp nâng cao chất lượng sống và giá trị của không gian sử dụng. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.